cũng như là mày nói đi. Dạ, theo con nghĩ sau khi đọc lại cuốn sách Chiếc Lấy thì cô đã ngộ được, thì cô ngộ được rằng là tất cả mọi thứ thì là bay bổng, rồi tất cả mọi thứ cũng sẽ qua. Hay là cô ngộ được rằng là cái hạnh, mình phải biết quý trọng cái hạnh phúc này, và cái hạnh phúc này nó nằm ở ngay đây mà, ngay giây phút này. Cô ngộ được rồi. Rất là hay. Thì trong khi nằm trên giường bệnh á, cô đã đọc được một quyển sách của một vị Lạt Ma Tây Tạng. Không biết là các con có bao giờ nghe nói đến các vị Lạt Ma ở Tây Tạng không ha? Ví dụ như Ngài Dalai Lama là vị Lạt Ma coi như là lớn nhất hiện nay ở Tây Tạng đó. Ngài rất là nổi tiếng, và Ngài cũng là người đã được nhận giải Nobel Hòa Bình. Thì cô có đọc được một quyển sách với tựa đề là Chuyển Hòa Thành Phúc, tiếng Anh gọi là Transforming Problems into Happiness. Thì cái quyển sách này nó đã gây nên một cái ấn tượng, một cái impression rất là mạnh trong tâm thức của cô, trong cái suy nghĩ của cô. Có nghĩa là những cái problems, những cái bất hạnh nó xảy đến trong cuộc đời của mình đó, là nó nằm ngoài cái dự đoán của mình. Cô đâu có ngờ là cô sống và lớn lên như các con, sung sướng như các con, được cha mẹ yêu thương, chăm lo cho đầy đủ, ăn học đàng hoàng. Vậy mà một cái tai nạn nó xảy đến trong tích tắc thôi. Nó đã biến cô từ một người lành lặn đẹp đẽ trở thành một người tàn tật. Và lúc đó các con có thể hình dung được không, là sau khi tai nạn xảy ra đó, nhìn cô xấu xí, ghê gớm lắm kìa, coi như là mặt mũi cũng bị thương, tay chân cũng bị thương, nhìn nó như là biến dạng hết cái khuôn mặt luôn á. Thì những cái problems, những cái tai họa đó nó xảy đến là nó nằm ngoài cái dự đoán của mình. Thế nhưng trong con người mình á, nó vẫn có một cái sức mạnh, một cái sức mạnh, và mình là người có thể làm chủ cái cuộc đời của mình, làm chủ cái tình huống của mình. Và cái họa, cái phúc, cái problems và cái happiness là một cái sự chuyển, một cái sự hoán chuyển. Tức là mình có cái họa nó xảy đến với mình, nhưng mình hoàn toàn có khả năng chuyển nó thành một cái hạnh phúc. Chứ mình không bó tay, mình không bó tay chấm con. Các con có đồng ý như vậy không? Bây giờ là nhiều em bó tay chấm con đó. Cứ gặp chuyện gì cứ nói thôi bó tay chấm con đi cho nó khỏe. Thì mình không thể bó tay chấm con, mà mình hoàn toàn có khả năng. Các con cứ tin đi, là ông trời phú cho mình một cái khả năng đó, là mình có thể chuyển cái tai họa của mình thành một cái phúc, một cái hoàn cảnh nó tốt đẹp hơn, nó hạnh phúc hơn. Cũng giống như cô, thì cô bây giờ cho nên bây giờ đã 15 năm trôi qua kể từ ngày cô bị tai nạn, thì nếu hỏi cô là có luyến tiếc điều gì không, thì cô sẽ trả lời là cô không có gì để luyến tiếc cả, bởi vì cái gì xảy ra thì nó đã xảy ra rồi. Mình không thể nào thay đổi được những cái gì đã qua, nhưng mình phải sống với hiện tại. Mình nếu mình cứ sống với quá khứ, mình cứ tiếc nuối những gì trong quá khứ, thì cuộc đời mình á, nó sẽ cứ buồn khổ hoài hoài. Chỉ bằng bây giờ mình sống với cái hiện tại, những cái gì mình đang có trong tay, những cái hạnh phúc đang có trong tay mình, thì mình sẽ luôn luôn đi về phía trước và cảm thấy hạnh phúc. Thì để kết thúc cái câu trả lời của cô, thì cô chỉ muốn nhắc đến một cái câu nói của nữ văn sĩ Pháp ở Marie Franch, là điều duy nhất mà chúng ta có thể chủ động được là làm cho những tai họa đã xảy đến cho chúng ta, để là làm cho những bất hạnh, những điều bất hạnh đã xảy đến cho chúng ta trở nên sáng giá hơn. Có nghĩa là những cái bất hạnh nó xảy đến cho mình thì mình hãy biến nó trở nên có giá trị, chứ không phải là nó xảy đến rồi nó đánh mình. Thank you.